Tiếc cho tôi, tiếc cho người. Như vậy là Vuka không nhận được Thi Tuấn Kiệt. Thì sao ông ngại ngùng vậy? Sao vậy chị? Tháng đi quay không nói tiếng nào hết. Ủa sáng ở chung nhà hả? Không. Phải nhắn tin chị ơi, bữa nay quay lại lắm à nha. Thì Thi nha anh tí rồi mình có thể đoán ra nhau. Để chị? Đúng, để chị. Để chị đỡ bị phạt. Em thích nhìn chị bị phạt mà. Trời ơi. Gì dài dữ vậy anh? Bắt Vuka hát nữa thì khán giả không hài lòng á. Câu năm con cá bằng mũ, vừa câu cá vừa hát, quên hát phải câu lại từ đầu. Trời ơi. Em đợi đó hả? Còn em cà giúp chị không?